Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Lê Hưng. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng quay trở lại chuyên mục Grooming Review và tiếp nối series review những sản phẩm mới về đến từ nhà The Classic Pomade mà mình đang làm trong cả tuần vừa qua. Thì chúng ta hãy đến với một sản phẩm mới nằm trong bộ sưu tập Dark Water được ra mắt vào năm 2023 nhé. Ta sẽ có thêm một sản phẩm mới, đó chính là con Decomposing Season. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng review con này nhé. Và trước khi tiến hành đào sâu tìm hiểu thêm về sản phẩm Decomposing Season thì mình muốn cho các bạn xem một vòng sơ qua thiết kế bên ngoài của sản phẩm này nhé. Và trên tay mình hiện tại bây giờ là sản phẩm Decomposing Season đến từ nhà The Classic Pomade được ra mắt vào năm 2023 nằm trong bộ sưu tập Dark Water. Bộ Dark Water thì năm nào cũng có, bắt đầu từ tầm tháng 9, tháng 10 cho đến cuối năm nha. Về mặt thiết kế thì chúng ta có thể thấy là sản phẩm mang màu sắc da cam và đen, tượng trưng cho bí ngô và màu sắc u ám của mùa Halloween. Thiết kế giống như là những cái trái bí ngô được vẽ bút bằng bút chì. Ở bên trên nắp chúng ta cũng sẽ có một cái hình tượng tương tự. Về thiết kế thì khỏi bàn rồi, quá là đẹp. Bên The Classic Pomade chuyên làm những cái hình tượng như thế này và thuê họa sĩ bên ngoài để người ta vẽ cho. Bên tay phải của sản phẩm chúng ta sẽ có một số thông tin cơ bản như là tên hãng Classic Pomade, tên sản phẩm Decomposing Season và một chút thông tin nho nhỏ về thành phần ở dưới này. Hộp thì sẽ là hộp nhựa màu đen, nắp màu đen. Và ngoài ra chúng ta sẽ không có bất cứ thông tin nào khác về hâu, về size, về mùi hương cũng như là về trọng lượng của sáp nha. Sản phẩm Decomposing Season được miêu tả có mức độ giữ nếp là firm hâu, độ bóng là low shine. Hương thơm thì được miêu tả là sự pha trộn giữa những chiếc lá mùa thu giòn giòn từ rừng núi, có thêm đinh hương ấm áp, quả mọng sắc nét và gỗ sồi vàng là mùi hương đen tối hoàn hảo cho tương lai ảm đạm. Chắc chắn nó sẽ đến khi mà anh em sử dụng cái sản phẩm này. Trọng lượng thì là 4 ounce, 120g, sản xuất tại Hoa Kỳ. Khi mà mới ngửi trên hũ thì con Decomposing Season này nó cho mình có một cảm giác, đó chính là mùi hơi giống lá mà khô xong rồi vò nát trên tay. Mùi hơi mục mục một tí xíu. Rất là trữ tình. Và không để cho các bạn chờ đợi lâu thì mình sẽ tiến hành scoop out và breakdown sản phẩm Decomposing Season trên tay mình ngay. Trước mắt chúng ta là một chất liệu pomade màu trắng mịn ở trên bề mặt. Về ngoại quan thì mình thấy là cái sáp và màu sắc như thế này thì khá giống những cái sản phẩm khác đến từ nhà The Classic Pomade. Wow, chất sáp rất là mềm. Rất là mềm trên bề mặt luôn. Đánh trên tay thì greasy nha các bạn nhé. Không áp lực, greasy. Rất là mịn màng, rất là mướt, rất là dễ breakdown. Về mùi hương thì có một cái mùi hương, có một cảm giác là hơi the the lạnh một tí xíu. Break đều trên tay, hoàn toàn đơn giản. Sản phẩm tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể và cho ra một lớp màng mỏng mỏng như thế này. Rồi, apply trên tóc. Mùi hương thơm quá các bạn ạ. Wow. Con này nó sẽ có một cái nốt hương hơi giống mùi bạc hà pha với cả mùi lá vò. Mình không còn cảm thấy cái mùi mục nát với cả mùi phân hủy ở trên tóc mình. Apply scoop đầu tiên trên tóc thì các bạn có thể nhìn thấy là cái sản phẩm apply lên rất là mịn, rất là mượt và nó tạo ra cái độ kết dính rất là tốt ở scoop đầu tiên. Scoop thứ hai. Trải lại với hai scoop thì mình có thấy được cái độ đầm ở trên tóc rất là mướt. Scoop thứ ba. Trải lại với ba scoop có thể nhận thấy rõ được cái áp lực khi mà chúng ta trải lược rất là slick. Và bây giờ thì mình sẽ chỉnh qua lại tóc và sẽ quay trở lại với anh em trong ít phút nữa. Và mình đã hoàn thành xong kiểu tóc cổ điển với khoảng tầm 3 scoop con Decomposing Season. Và mình sẽ có một số nhận xét nhanh về cái sản phẩm này như sau. Thì với con Decomposing Season này, với cái hiệu năng của nó như hãng người ta công bố là firm hold và low shine, thì thực tế sử dụng con này nó sẽ đúng chuẩn là firm hold,
Tuy nhiên thì cái mức độ sai của này nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm low medium cho tới khoảng tầm gần medium nha các bạn nha. Kiểu sản phẩm thì sẽ là greasy. Các bạn có thể nhìn thấy được là cái độ mướt, độ slick của sản phẩm ở trên tóc mình hiện tại bây giờ nó thể hiện ra rất là rõ. Stickiness rất là cao, slickness cũng rất là cao, ép sát được tất cả toàn bộ tóc ở hai bên phần sai, phần xoáy và cả sau gáy. Về volume của con Decomposing Season thì nó sẽ ở mức của độ tầm trung bình khá cho đến khá nhá. Mặc dù là một con greasy có mức độ ép sai rất là tốt nhưng nó sẽ không làm cho tóc các bạn bị nặng. Các bạn thì nhìn thấy được cái thớ tóc mặc dù là greasy nhá nhưng nó vẫn rất là sạch sẽ. Con này thì như mình có miêu tả từ đầu clip thì con này nó sẽ có thêm cái tông mùi hơi giống bạc hà pha với cả hoa cỏ, cộng kèm theo một chút mùi gỗ và mùi lá cây khô nhá. Một cái mùi hương rất là độc đáo, rất là lạ. Ngoài ra về cảm giác trải thì các bạn có thể thấy là trải rất là mượt, rất là mướt, đúng theo tinh thần của một con Pomade Greasy. Bây giờ thì mình sẽ tiến lại gần hơn về phía camera để cho các bạn nhìn rõ hơn kết quả của con Decomposing Season trên tóc của mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài tập gym một chút để xem là con Decomposing Season này liệu rằng nó có duy trì được cái kết dính của sản phẩm hay không, để xem là đến cuối ngày sản phẩm này còn lại gì nhá. Và mình đã quay trở về nhà sau khoảng tầm 10 tiếng sử dụng con Decomposing Season và mình sẽ có một số nhận xét cuối cùng về sản phẩm này như sau. Về kết dính thì như các bạn có thể nhìn thấy là nó có một chút xíu sự thay đổi ở đây, đặc biệt là cái phần này, phần mái và phần bên sai bên này, phần xoáy. Về cái độ ẩm ở trên tóc thì mình không thấy có giảm độ ẩm đi. Thì về cơ bản thì mình thấy form tóc nó còn khá là nguyên vẹn và nó không bị đổ dầu. Cái này là cái rất là quan trọng của một con greasy. Cảm giác thì là có nặng tay hơn so với ban sáng nhé. Nặng tay hơn chút xíu. Các bạn có thể nhìn thấy là bên phần side bên này nó được ép vào rất là gọn gàng. Đó, rất là gọn, rất là sát nhé. Phần xoáy bên này chúng ta đánh sang một bên đó thì chúng ta thấy là cái phần volume nó đã được cân bằng lại, nó đã được phục hồi 100% luôn. Thực ra thì với những cái sản phẩm pomade gốc dầu đến từ cái nhà The Classic Pomade này, mình dùng rất là nhiều đồ bên nhà này rồi, chắc phải đến tầm gần 40 loại khác nhau, thì mình thấy là nó có một cái đặc điểm chung là không hề bị mất form tóc. Phẩm chất pomade rất là tốt nên là cái việc mà duy trì được cái form tóc và độ đàn hồi chân tóc thì gần như là phải đến 90%, trên 90% sản phẩm nhà này làm được. Duy chỉ có một vài cái sản phẩm mà nó là medium hold mà các bạn dùng sang mùa hè thì có thể là nó sẽ bị hỏng form tóc trong quá trình mà các bạn sử dụng. Còn với những cái sản phẩm mà hold cao như là con Decomposing Season này thì các bạn có thể nhìn thấy là cái mức độ duy trì form tóc của nó rất là tốt, không hề bị chảy dầu, không hề bị bết. Tóc vẫn rất là khô ráo mượt mà. Đấy, không hề bị bẩn tí nào. Có một số những sản phẩm mà greasy là anh em cũng dùng rồi, anh em biết là nó rất là bẩn, nó rất là bết mà nó làm cho tóc mình nó gần như là nó bị chảy hết ra. Chứ nó không được như này đâu, nó không được khô như này đâu. Đấy, mặc dù là một con greasy nhưng mà khi mà mình bới tóc mình ra như thế này thì anh em có thể nhìn thấy là cái chất lượng phẩm chất pomade nó rất là tốt, nó sẽ không bị bẩn bết và nó gây nhớt ở trên tóc. Thì cái này nó cũng là một cái điểm mà khiến cho cái sản phẩm pomade gốc dầu của bên nhà The Classic Pomade rất là được ưa chuộng, đặc biệt là ở Việt Nam mình. Thời tiết nóng, bụi, bẩn, vân vân, mây mây, điều kiện rất là khắc nghiệt đúng không anh em? Mà dùng gốc dầu ở Việt Nam mình mà được những cái sản phẩm như bên nhà The Classic Pomade như thế này thì rất là hiếm. Cái này thì chắc là bao cho anh em 2 ngày dùng luôn, không vấn đề gì. Rồi, đặc biệt dành cho anh em nào thích greasy nha, mà hiệu năng cao. Rất là đẹp luôn. Con này rất là ưng. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Decomposing Season, The Classic Pomade. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.